Chúa ở cùng anh chị em Và ở cùng cha Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Man theo. Lời Chúa, danh Chúa Khi ấy, Chúa Giêsu sang miền jesarino các môn đệ Gioan đến gặp người mà hỏi: "Tại sao chúng tôi và những người biệt phái thì giữ chay, còn môn đệ của ngài lại không? Chúa Giêsu nói với họ: Làm sao các phù rể có thể buồn rầu khi tân lang đang còn ở với họ? Rồi sẽ có ngày tân lang ra đi, bấy giờ họ mới giữ chay. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà, anh chị em Trong cựu ước Chúng ta thấy vua David đã ăn chay Mặc áo nhầm Và nằm đất Khi đứa con đang bị bệnh nặng Các bà Ruth Bà Esther Đã ăn chay Trước khi đem thân ra giải thoát Cho dân Vua quan dân chúng của thành Ninive Cũng đã ăn chay nằm đất rắc cho trên đầu khi nghe lời tiên tri Jonah rao giảng. Trong tần ước, Chúa Giêsu đã vào sa mạc ăn chay cầu nguyện 40 ngày trước khi ra đi rao giảng tin mừng. Doan Tây Giả đã ăn chay sống khổ hành trong sa mạc. Chúa Giêsu bảo các môn đệ ngài: "Thứ quỷ này phải ăn chay cầu nguyện mới trừ được nó. Thánh Phaolô cũng đã ăn chay và cao trọc đầu trong khi rao giảng. Trong lịch sử giáo hội từ thế kỷ thứ nhất, các thánh tu rừng đã ăn chay cầu nguyện trong sa mạc hay trong rừng vắng. Các dòng tu đều nhấn mạnh đến đời sống khổ chế và chay tịnh như vậy, vấn đề chay tình là vấn đề quan trọng trong kinh thánh. Tuy nhiên, hôm nay khi các môn đệ của Doan đến hỏi Đức Giêsu về việc tại sao chúng tôi và các người Pharisêu ăn chay mà các môn đệ của ông lại không ăn chay. Nhân cơ hội này, Chúa Giêsu mặc khải cho biết ý nghĩa đích thực của việc ăn chay. Qua bài đọc 1, Isaiah chỉ ra ý nghĩa chính yếu của việc giữ chay chính là đền tội, hãm dẹp những khuynh hướng xấu xa, đê tiền, tội lỗi, từ bỏ cái tôi ích kỷ, kiêu căng, ngạo mạn, sống liên đới, tha thứ là mở xiềng xích bạo tàn tháo gông cùm trói buộc trả tự do cho người bị áp bức là chia cơm cho người đói rước vào nhà những người nghèo thấy ai mình trần thì cho áo che thân ai làm như thế khi kêu lên chúa sẽ trả lời có ta đây ăn chay mà ẩu đả hung tờn sống bất công thì nào có ích gì Tin mừng cũng xác nhận như vậy Khi những người đạo đức sầm xỉ Việc Chúa Giêsu và các môn đệ Ngài nhở nhơ ăn uống Ngài cho biết Sự hiện diện của Ngài Bù cho việc môn đệ ăn chay Vì ăn chay là để đón đời Chúa Kitô Là sống và tin vào tin mừng anh chị em thân mến ngày hôm nay người ta không đánh tôi phạt xác như ngày xưa nữa nhưng không vì thế mà việc ăn chay và sống khổ chế không cần thiết ăn chay là một hình thức từ bỏ mình biết sống quảng đai chia sẻ với người nghèo còn khó hơn là đánh tôi biết tha thứ nhịn nhục còn khó hơn là bớt ăn, bớt uống Biết hy sinh, vui vẻ Còn khó hơn là mặc áo nhầm Ngồi trên đống tro Như vậy, đối với người công giáo Ăn chay không phải là việc khoe khoang Như những người biệt phái Như môn đệ doan Nhưng là một hành vi diễn tả lòng sám hối để trở về gặp chúa ngày nay giáo hội chỉ buộc ăn chay hai ngày đó là thứ tư lễ cho và thứ sáu tuần thánh còn việc thứ sáu hàng tuần nhất là mùa chay vẫn là ngày kiêng thịt theo luật chung của giáo hội thế nhưng giáo hội vẫn rộng lượng cho ta làm một việc đạo đức nào đó để bù lại cho việc kiêng thịt này. Amen.